told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Hello quý anh chị và các bạn, hôm nay là Phước Sửu và Thùy Vi đang ở tại một cái khu vực rất là đẹp và mát ở khu thành phố Nam Sài Gòn, Phước Sửu ha. Đúng rồi, dự kiến là thành phố Nam Sài Gòn chị. Okay. Hiện tại vẫn là khu dân cư thuộc huyện là Long Hậu của thành phố của tỉnh Long An. Mình đang ở trên mặt tiền đường Long Hậu và cạnh một cái sông rất là lớn, rất là mát phải không chị? Dự án mà Phước Sửu và chị Thùy Vi đang muốn giới thiệu với quý anh chị và các bạn đó là dự án Elite Life của chủ đầu tư là Tân Thái Thịnh. Ở đây dự kiến chủ đầu tư sẽ cho ra khoảng là 310 căn nhà phố phải không chị, với diện tích là khoảng 5 x 16, thiết kế sẽ là một trệt hai lầu và sân thượng, và được hoàn thiện bên ngoài là bên thô trong. Thì hôm nay Phước Sửu và chị Thùy Vi sẽ phân tích khoảng 5 yếu tố quý anh chị khách hàng nên lựa chọn cái dự án Elite Life. Yeah. Làm cái nơi an cư lý tưởng và đầu tư sinh lời. Trước khi mà Phước Sửu và chị Thùy Vi là phân tích về cái yếu tố, 5 yếu tố để quý khách hàng lựa chọn, thì quý anh chị và khách hàng có thể nhìn thấy ở đây là những cái cơ sở hạ tầng của dự án nó đã hình thành được lên hết rồi phong chị Thùy Vi. Thứ nhất là cơ sở hạ tầng ở đây là đường rất là rộng, đường ở đây là đường nội khu nhưng mà được rải đá, là được lót đá rất là đẹp và vỉa hè rất là đẹp, và điều đặc biệt ở đây là mảng xanh, rất là nhiều mảng xanh đã được là chủ đầu tư trồng rất là nhiều cây phải không chị. Và một cái điều đặc biệt nữa là tất cả các căn đều được ép cọc và bắt đầu chuẩn bị xây lên tầng đầu tiên. Đúng rồi. Cái yếu tố đầu tiên mà Phước Sửu phân tích cho mọi người đó là vị trí, thì chị Thùy Vi có thể là làm rõ hơn cho quý khách hàng ở đây biết là cái vị trí của nó chiến lược như thế nào vậy chị Thùy Vi ạ? Cái vị trí của Elite Life hiện tại là nó nằm ở mặt tiền đường Long Hậu, và cái khu vực này là một cái khu dự án nằm sát bên cạnh bờ sông nên nó rất là đẹp. Đây là view sông mà Riverside nha quý anh chị và các bạn. Thì mình nằm sát bên cạnh những cái dự án rất là lớn như là TNT Millennia và dự án Sài Gòn Village chị ha. Chị Thùy Vi ơi, cho em hỏi là từ cái vị trí này là kết nối đến quận 7 thì bao xa và mình di chuyển bằng những con đường nào ạ? Hiện tại giờ mình sẽ đi theo đường Long Hậu này, mình đi ra ngoài đường Nguyễn Văn Tạo phải không chị? Đường Nguyễn Văn Tạo là mình kết nối thẳng lên Nguyễn Hữu Thọ để về trung tâm Sài Gòn, và trong vòng là rồi mình sẽ đến từ đây mình đi ra đến ngoài cái cầu vượt Bến Lức Long Thành Dầu Dây khoảng chừng 7 phút thôi với anh chị và các bạn. Và thì có thêm một con đường nữa là con đường từ đây mình kết nối đến Lê Văn Lương tầm khoảng chỉ 3 phút, và mình dọc theo đường Lê Văn Lương thì mình có thể về quận 7, quận 4 và quận 1. Chỉ khoảng hơn 10 phút thôi chị ạ. Phú Mỹ Hưng luôn chị ạ. Như chị Thùy Vi đã phân tích thì từ đây lên đến đường cao tốc Bến Lức Long Thành thì mình có thể di chuyển về miền Trung, miền Tây và mình đi Cần Giờ được chị. Vị trí rất là đắt bề phong chị. Thì chị Thùy Vi có thể phân tích cái dự án này đó là nó có những cái tiềm năng về phát triển tương lai như thế nào, và nó có những cái cơ sở và những cái khu công nghiệp nào gần đây hay không chị Thùy Vi? Hiện tại bây giờ thì là cái dự án này mình đi ra là mình sẽ gần sát bên khu công nghiệp Hiệp Phước và khu công nghiệp Long Hậu. Vị trí cực kỳ đắc địa luôn. Ngoài ra thì là vì do cái khí hậu sông nước của cái gọi là cái địa hình thiên nhiên ưu đãi của khu vực quận 7 Nhà Bè thì là mình có được cái vị trí đường sông để làm mình khai thác du lịch Sửu ha. Đúng rồi. Một cái cảng biển Long An rất là lớn, đến quy mô đến 1.000 hecta. Và dự kiến ở đây dự án này lên thì sẽ hình thành lên một cái khu dân cư, và tất cả những cái kỹ sư rồi những cái công nhân ở những khu dân cư sẽ chọn là một nơi sinh sống. Đây là những người làm tại những cái khu công nghiệp sẽ ở đây ha, những cái chuyên gia sẽ ở đây. Đúng rồi. Một cái vị trí rất là đặc biệt, và dự kiến là di chuyển về Long An thì sẽ có cái khu công nghiệp Tân Lập nữa.
rất là nhiều cụm khu công nghiệp bao quanh một dự án có tiềm năng, và dự kiến Nhà Bè sẽ lên một cái quận mới của Sài Gòn. Dạ đúng rồi, còn ở đây là có tất cả gần cả 300-400 hectare của những cái khu dân cư ở đây. Khi mà hình thành xong thì ở đây nó cũng sẽ là một cái thành phố trong tương lai, phải không chị? Đúng rồi, thành phố vệ tinh của Sài Gòn ha. Khi nãy giờ Phước Sử và chị Thùy Vy phân tích yếu tố đầu tiên là yếu tố vị trí. Một cái yếu tố thứ hai đó là yếu tố pháp lý. Thì chị Thùy Vy đánh giá như thế nào khi mà ký kết hàng lựa chọn ở dự án này, họ có yên tâm về cái pháp lý hay không? Thật ra thì cái pháp lý là cái yếu tố là Vy đánh giá cao ở dự án này, bởi vì cái công ty Tân Thái Thịnh họ đã có tất cả các hồ sơ pháp lý cần và đủ để mà mở bán cái dự án này. Ví dụ như là cái sổ đỏ ha, rồi giấy phép xây dựng, giấy phép bán hàng đầy đủ, rồi chấp thuận đầu tư phong trừ. Chấp thuận đầu tư quy hoạch 1/500 đầy đủ những cái hồ sơ pháp lý để mà có thể là có đủ điều kiện để mở bán được dự án. Về giấy phép thì có 3 giấy phép. Giấy phép đầu tiên đó là giấy phép xây dựng nhà. Giấy phép thứ hai là giấy phép được phép là xây dựng những cái cơ sở hạ tầng đường xá ở đây. Và giấy phép thứ ba là giấy phép xây dựng những cái trung tâm xử lý nước và xử lý nước thải. Nên nó gọi là một bộ hồ sơ khá chuẩn chỉnh, pháp lý cực kỳ an toàn để triển khai một dự án, và quý anh chị và khách hàng cực kỳ yên tâm về để gọi là lựa chọn dự án này. Yếu tố thứ hai đó là yếu tố về chính sách bán hàng và giá bán. Thì chị Thùy Vy có thể nói qua về chính sách bán hàng của dự án này thì thanh toán có giãn hay không, và được ngân hàng hỗ trợ như thế nào? Thật ra thì cái chính sách bán hàng này đó là cái giá bán thì khá là tốt trong thời điểm hiện tại, khoảng chừng trên 3 tỷ một căn như vậy thôi. Còn mình được là ngân hàng hỗ trợ đến 70%. 70%. Ngoài còn chưa nói là ân hạn lãi gốc nữa, 24 tháng không sổ. Đúng rồi. Và một cái điều đặc biệt ở đây là một cái chính sách, nếu mà quý anh chị không có dùng hình thức vay ngân hàng, gọi là thanh toán theo tiến độ, thì nó cũng sẽ có một cái chính thức rất là giãn, cực kỳ tốt cho quý khách hàng để quý khách hàng lựa chọn mua sản phẩm mà thanh toán theo tiến độ vậy ạ. Một cái chính sách cực kỳ tốt, giá bán tốt, nên khách hàng rất là yên tâm khi mà lựa chọn dự án này vậy ạ. Để có nhiều thông tin hơn nữa thì quý anh chị và khách hàng alo cho Phước Sửu và chị Thùy Vy. Để Phước Sửu và chị Thùy Vy sẽ cung cấp cho quý anh chị nhiều cái thông tin hơn, cập nhật thường xuyên về cái tiến độ của dự án. Và đặc biệt là có những cái chính sách bán hàng cực kỳ ưu đãi, chiết khấu lên đến 4% luôn. Quá tuyệt vời phong chị Thùy Vy. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau ạ.